Hôm qua, Tổng thống Barack Obama đã công bố bổ nhiệm ông Ashton Carter làm Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, và nếu được Thượng viện chấp thuận, ông Carter sẽ thay Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Chuck Hagel trở thành Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Ông Carter, 60 tuổi, từng là Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ từ tháng 10 năm 2011 đến tháng 12 năm 2013 dưới quyền ông Hagel và là người tiền nhiệm Leon Panetta. Theo CNN, ông Carter có hiểu biết sâu rộng về bộ máy Lầu Năm Góc. Đồng thời, ông được đánh giá là bậc thầy về quản lý ngân sách và mua bán vũ khí. Dẫu vậy, người được chọn cho vị trí Bộ trưởng Quốc phòng vào thời điểm này có thể không có nhiều cơ hội tạo ra dấu ấn tại Lầu Năm Góc, bởi chỉ có gần 2 năm để thể hiện mình ở phần còn lại trong nhiệm kỳ của Tổng thống Barack Obama.